Chiều 17 tháng 8, trong khuôn khổ hội thảo báo Đảng các tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên, nhà báo Hồ Thị Lan, Tổng biên tập báo Lâm Đồng, trưởng ban tổ chức hội thảo cùng lãnh đạo các cơ quan báo Đảng khu vực miền Trung Tây Nguyên đã tới thăm, trao nhà tình thương cho một hộ nghèo và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, tại hội thảo lần này, được sự thống nhất và đóng góp kinh phí của 19 cơ quan báo Đảng trong khu vực Ban tổ chức đã quyết định xây tặng căn nhà cho gia đình anh Krajan Hachin và chị Klien Milasin, ngụ tại thôn 3, xã Đà Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Gia đình anh chị có hai con nhỏ 12 tuổi và 4 tuổi. Cháu nhỏ 4 tuổi thường xuyên nấu ốm với chi phí chữa bệnh tốn kém. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, cuộc sống phụ thuộc vào công việc làm thuê, thu nhập bấp bênh. Căn nhà mới được xây dựng có diện tích rộng hơn 50m2, tổng chi phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Trong đó, chi phí hỗ trợ từ 19 báo đảng khu vực miền Trung Tây Nguyên là 100 triệu. 100 triệu do gia đình đối ứng và địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Bên cạnh đó, lãnh đạo các báo đảng khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng đã phối hợp với huyện Lạc Dương tổ chức lễ trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại địa phương. Ban tổ chức đã trao tặng 35 suất học bổng, 1 triệu đồng một suất cho các em học sinh nghèo vượt khó. Nguồn kinh phí trao tặng học bổng được trích từ quỹ từ thiện xã hội của báo Lâm Đồng.